đây không? À, trước khi các em lên xin thông báo có 4 xe cần được rời. Thứ nhất là Honda Clarity, biển số xe là 8EUV649. Thứ hai là xe Prius, biển số xe là 5SUK469. Xe thứ ba là Honda Odyssey. Ngày Moon Festival mình dịch qua tiếng Việt là Tết Trung Thu, thì mình còn gọi là một cái tên khác nữa là Tết gì? Ok, mời con giới thiệu con tên gì?